Theo tờ Financial Times, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cân nhắc các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới đối với chip dành cho trí tuệ nhân tạo, AI, khi Washington tăng cường nỗ lực gây khó khăn hơn cho Trung Quốc trong việc có được công nghệ có thể sử dụng cho mục đích quân sự. Theo tiết lộ của những người trong cuộc, việc Bộ Thương mại Mỹ công bố các biện pháp kiểm soát xuất khẩu sâu rộng mới vào tháng 10 tới có thể khiến các công ty như Nvidia và Advanced Micro Devices, AMD, gặp khó khăn hơn trong việc bán chip tiên tiến cho Trung Quốc. Động thái này sẽ có tác động đáng kể đến Nvidia, công ty đã tuân thủ các biện pháp kiểm soát bằng cách thiết kế các chip xử lý đồ họa có tên A800 và H800 để thay thế các chip cao cấp hơn. Jensen Huang, giám đốc điều hành Nvidia, gần đây đã nói với Financial Times rằng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu hiện tại có thể gây ra thiệt hại to lớn cho ngành công nghệ Mỹ. Ông Huang nói rằng các biện pháp đó đã khiến công ty của ông như bị trói tay sau lưng bằng cách ngăn cản tập đoàn ở thung lũng Silicon này bán những con chip tiên tiến nhất của mình cho Trung Quốc. Cũng theo những người trong cuộc, mặc dù A800 và H800 chậm hơn so với những con chip mà chúng đã thay thế, nhưng đó vẫn là công nghệ quan trọng nhất, hỗ trợ nghiên cứu và phát triển AI cho những gã khổng lồ công nghệ của Trung Quốc. Tencent, Alibaba, Baidu, Biden và các tập đoàn Trung Quốc khác đã đặt hàng bổ sung chip Nvidia khi làn sóng AI tạo sinh, Generative AI, là một loại trí tuệ nhân tạo tập trung vào việc tạo ra nội dung, dữ liệu mới dựa trên dữ liệu hiện có, bùng nổ ở Trung Quốc trong năm nay. Colette Kress, giám đốc tài chính Nvidia hôm 28 tháng 6 cho biết, tập đoàn sẽ không bị ảnh hưởng ngay lập tức nếu Washington thắt chặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nhắm vào chip A800 và H800, nhưng một động thái như vậy sẽ có ảnh hưởng đến công ty theo thời gian. Bà Kress cho biết, những hạn chế trong việc bán GPU trung tâm dữ liệu, bộ tăng tốc rời cho phép và nâng cao các công nghệ mới nổi như AI, kết xuất, phân tích và mô phỏng, mô hình hóa cho Trung Quốc về lâu dài sẽ dẫn đến việc ngành công nghiệp Mỹ đánh mất vĩnh viễn cơ hội cạnh tranh và dẫn đầu tại một trong những thị trường lớn nhất thế giới, đồng thời ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và tài chính trong tương lai của chúng tôi ở đó. Bà Kress cho biết thêm, trước đây, thị trường Trung Quốc chiếm 20-25% doanh thu của Nvidia từ các sản phẩm liên quan đến trung tâm dữ liệu. Theo tờ Financial Times, các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới sẽ đánh dấu nỗ lực mới nhất của Tổng thống Biden nhằm khiến Trung Quốc khó có được các công nghệ tiên tiến hơn, bao gồm cả chip AI có thể được sử dụng cho mọi thứ, từ nghiên cứu và phát triển vũ khí siêu thanh đến mô hình hóa vũ khí hạt nhân. Vào tháng 3 năm nay, Financial Times từng đưa tin rằng các công ty Trung Quốc, bao gồm cả các hãng công nghệ giám sát AI nằm trong danh sách đen của Mỹ, đang tìm cách hóa giải các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, bao gồm cả việc thuê quyền truy cập vào chip A100. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã mô tả cách tiếp cận của chính quyền Tổng thống Biden là tạo ra một hàng rào cao xung quanh một sân nhỏ, gồm các công nghệ quan trọng như AI có khả năng cho phép quân đội Trung Quốc sử dụng công nghệ Mỹ để gây tổn hại đến lợi ích an ninh của Mỹ. Trong một động thái vào tháng 5 mà hầu hết các chuyên gia coi là hành động trả đũa, Trung Quốc đã cấm các nhà khai thác cơ sở hạ tầng của nước này mua chip từ Micron, nhà sản xuất chất bán dẫn có trụ sở tại Idaho, Mỹ. Tờ Financial Times nhận định, việc cập nhật các biện pháp kiểm soát xuất khẩu dự kiến sẽ diễn ra vào một thời điểm nào đó trong mùa hè. Việc này sẽ đến khi Mỹ và Trung Quốc tiếp tục cố gắng ổn định mối quan hệ giữa hai nước. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.